Xin chào các em, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo Progress Review 4. Number 5. Complete the question using the words. Bạn hãy hoàn thành các cái câu hỏi sử dụng từ cho. Và đây chúng ta đến với cái quạt đơn dạng câu hỏi các em nhé. Cấu trúc của cái quạt đơn dạng câu hỏi như sau. Did cộng chủ ngữ cộng verb nguyên thể. Number one, what for breakfast today? Cái gì cho bữa ăn sáng hôm nay? Vậy thì mình sẽ hỏi là bạn bạn đã ăn gì? What did you eat? Number two, for this exam. Cái bài tập này thì mình sẽ hỏi là bạn đã ôn tập chưa? Did you revise? Number 3, basketball. Ở đây là môn bóng rổ. Thì mình sẽ đi to play. Mình nói là did and. Play. Number 4, watch on TV in the evening. Bạn đã xem gì trên TV vào buổi tối? Đúng nào? Thì mình sẽ hỏi là did you, your friend, or did your friend? Your friend watch. Number 5. Went to bed last night. Đi ngủ vào tối hôm qua thì mình sẽ hỏi là when did your sister go? Chị gái của bạn đã đi ngủ khi nào vào tối qua? Number 6. To a good song earlier. Tới một cái gì đó, một cái bài hát. Vừa nghe một bài hát, bạn đã nghe một bài hát phải không? Chúng ta là câu nghi vấn did you listen. Sau bài cái phần này thì em có thể hỏi được những câu hỏi về những sự kiện trong quá khứ. A speaking, role play, an interview with a famous person. Một cái kỳ nghỉ, một cái bài phỏng vấn với một cái nhân vật nổi tiếng các em nhé. Chúng ta hãy cùng đến một cái đoạn hội thoại. Kỹ năng speaking là kỹ năng nói. Number 6. Read the dialogue and choose the best answer. Write a letter A to N for an answer. There are two extra answers. Hãy đọc đoạn hội thoại và chọn đáp án phù hợp nhất. Hãy viết các chữ cái từ A đến H cho mỗi câu trả lời. Có hai đáp án thua. Đây là đoạn hội thoại giữa bạn Layla và bạn Jack. Ok, và chúng ta sẽ cài phải điền 6 chỗ trống. Number 1. Hi, it's good to meet you. Chúng ta sẽ chọn C. I've got a few questions for you. Is that okay? Xin chào, thật là vui khi được gặp bạn. Thì chúng ta sẽ nói là tôi có một vài câu hỏi cho bạn, có ok không? Bạn kia sẽ trả lời là sure, go ahead. Sure, go ahead. G. When did you decide to become an actor? Bạn đã quyết định trở thành một diễn viên khi nào? Thì ở đây mình khi tương tác với câu hỏi của người ta thì mình sẽ trả lời là good question. A. I decided when I was at school. Tôi đã quyết định trở thành một diễn viên khi còn ở trường. Đúng nào? Tiếp theo, cool. When did you go to school? In San Francisco. Thật là tuyệt, cậu đã đi học ở đâu? Ở San Francisco. Tiếp theo, what was your most interesting film role? Thì cái phần đối của chúng ta sẽ là one more question, D. One more question. And the number 5 is 8. This difficult one. I think it was boring in last grade. That's work great. Thanks for the time. F. Okay. Chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Writing description of a person. Viết về một cái nhân vật. Number 7. Complete the questions and answer with the words. Hãy hoàn thành các câu hỏi và trả lời với các cái từ sau. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ có 14 từ. Anything là bất cứ điều gì. Apparently có nghĩa là rõ ràng là become trở nên động từ. Big tính từ to lớn. Eyes danh từ đôi mắt. Exactly trạng từ một cách chính xác.
Grew động từ thì quá khứ đơn. Grow động từ thường ở thì hiện tại. Khi ở đây là chính trọng yếu. Tính từ life, danh từ cuộc sống. Singing có thể là động từ giọng Bắc Kinh. The tall, tính từ cao. Well, tính từ giỏi, khỏe, hoặc là trạng từ giỏi. Won, động từ thì quá khứ đơn, có nghĩa là chiến thắng. Và cái đoạn này sẽ là những câu hỏi và câu trả lời về một nhân vật nổi tiếng, Taylor Swift. Taylor Swift, ok. Number one, what's Taylor Swift like in real life? Trong cuộc đời thực thì cô Taylor Swift sẽ như thế nào? She's quite tall. Cô ấy khá là cao. Chúng ta cần một tính từ. Ở đây người ta liệt kê là 1m80, 1m8. And she's got blonde hair and blue. Và cô ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Eyes. Where did she grow up? Đúng không? Thì mình ở đây mình câu số 4 là mình sẽ hỏi là cô ấy chính xác là cô ấy đã lớn lên ở đâu? Exactly. Bởi vì đã có trợ động từ rồi nên chúng ta sẽ dùng là trạng từ nhé. Exactly. Did she có trợ động từ did thì động từ nguyên thể grow up. Ở đây chúng ta trả lời chúng ta phải lùi gì quá khứ. She grew up in Pennsylvania in the east of the USA. But she moved to Nashville, Tennessee at the age of 14. Cô ấy đã trưởng thành ở Pennsylvania ở phía đông của nước Mỹ. Nhưng sau đó cô ấy đã chuyển đến Nashville, Tennessee lúc 14 tuổi. Did she study to become, ở đây chúng ta thiếu một động từ, a singer? Yes, she had singing. An acting lesson when she was young. Có chứ, cô ấy đã có những bài học hát và học diễn xuất khi còn trẻ. When did she really make it big? Ở đây là trở nên nổi tiếng nhất. She became well known. Well known ở đây chúng ta có các cụm là tính từ có nghĩa là nổi tiếng. In 2006, at the age of 16, when she was successful with a song called Team Girl. Was there any other key moment in her career? She won, đây là một động từ, four Grammy Awards in 2010. She has now got many other awards too. Cô ấy đã giành 4 giải Grammy vào năm 2010 và giờ đây cô ấy cũng có thêm những cái giải thưởng khác. Do we know anything? Chúng ta có biết cái gì đúng không? Anything about her hobbies? Apparently, she likes cooking and dancing. Và câu cuối cùng chúng ta sẽ điền apparently, rõ ràng là đúng không? Apparently, trên thực tế, she likes cooking and dancing. Sau cái phần này thì em có thể học cách và nắm được cách ôn tập lại cách mô tả về một người nhé. Apparently. Okay, our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Đọc hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.